Ui giời ơi. Nhẹ thôi đã sập rồi. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi máy xúc Komatsu PC30 đi phá rỡ một cái căn nhà cũ cấp 4. Phía trước trong màn nhỏ các bạn là một căn nhà cũ cấp 4 đã có tuổi đời khoảng hơn 20 năm. Bây giờ bác chủ chúng ta muốn phá đi để xây dựng và thay thế bởi một cái căn nhà mới. Toàn bộ cái căn nhà cũ này sẽ được phá đi. Những cái cây cối trong vườn này cũng được dọn dẹp hết để tạo thành một cái mặt phẳng. Giờ máy bắt đầu tiến hành vào để phá rỡ những cái bức tường. Nhẹ thôi đã sập rồi. Một căn nhà cấp 4 xây bằng gạch vôi vữa. Bên trên vẫn còn đang để những cái đòn tay, những cái xà gỗ. Toàn bộ những cái đòn tay và những cái xà gỗ này thì sẽ được các bác nông dân bên đây lấy để nấu cán phân lợn. Nhà này cũng được gọi là cái nhà ăn vạ các bạn ạ. Đi phá nhà cao tầng ấy mà không may chạm nhẹ vào nhà này là sập luôn. Nhà này thông thường là mái bằng bờ xi măng, sau này người ta cải tiến hơn thì bằng mái tôn. Mái tôn thì nếu như mà phá nhà bên cạnh thì cần rơi 1-2 viên gạch thôi là cũng toi rồi. Hầu như những cái thứ nho nhỏ như là cây cối, rồi đòn tay, thanh xà gồ sẽ được người dân lấy hết để người ta về nấu cám cho lợn. Tiết hôm nay đang vào độ mưa phùn nhưng mà mưa dày hạt hơn. Thời tiết này thì vất vả cho bác lái làm việc, nhưng đổi lại một cái là nó không bị phùn trong quá trình phá nhà. Toàn bộ là đường một hết. Những thanh xà gồ đòn tay mục hết theo thời gian. Toàn bộ cái phần trạc này sau khi phá ra sẽ được san ra làm sân luôn. Căn nhà này nếu như phá vào hôm nắng thì rất là bụi, nhưng hôm nay thời tiết nó mưa nên một phần nào đó giúp cho bác tài ta được vất vả hơn. Hiện tại thì cái nền cũ bên trong nó thấp hơn mặt đường rất là nhiều, nên
bác chủ nhà đang muốn tận dụng lại cái phần trà cảnh nha, để sang cho nó cao lên. Máy sẽ tiến hành phá toàn bộ sập xuống, sau đó để cho những người dân ở đây vào nhặt những gỗ ra, tiếp tục sẽ san ra để cho nó phẳng. Toàn bộ những cây cối như là cây cối, cây roi, cây mít, cây gì cũng vậy, có mặt đều phá hết các bạn. Cây cối này mà bây giờ cho mấy cái bà bán nước ở ngoài đường mà hái thì cây này nó bán cả lâm luôn. Ra nhà trọ này thì rơi vào tầm 5 phòng, mỗi phòng tầm 10-15 mét vuông, rơi vào khoảng 60 mét vuông cho cái nhà này. Nếu như mà không san phá thì khoảng 10 phút xong, tiếp tục những bức tường đang được hạ xuống. Nếu như nhà này thì không biết hiện tại ông chủ chúng ta nhận bao nhiêu, nhưng nếu với một cái căn nhà này vừa phá vừa san ra thì nhận khoảng 2 triệu là hợp lý các bạn nhé. Thì không biết ở nơi các bạn nhận như thế nào. Đối với mình, nếu như mình nhận nhà này thì mình chỉ nhận khoảng 2 triệu cả phá cả san, vì là san từ đầu ngoài vào đầu trong nó cũng không mất bao nhiêu. Đây, nó chỉ có một đống nhỏ nhỏ ở đầu ngoài này một tị thôi, kéo vào dưới chỗ cô đang đứng đây là gần như là đủ rồi. Tiếp tục bức tường tiếp theo. Nhà này thì phá để lấy việc làm thôi, chả không phải xúc đi, sắt thì không có, xà gồ với gỗ thì không bán được, nên là chỉ làm để cho máy có việc thôi. Đấy, nhà này thì gần nhẹ là sập hoàn toàn. Ui. Đấy, rồi vỡ vụn. Gạch này thì lại có cả gạch mọc các bạn nhé, những viên gạch mọc, gạch thất. Từ ngày mà nhặt lót làm vớ vẩn thì cũng được. Đây những bài nhặt sắt vụn, luôn luôn có một đội ngũ sắt vụn đi theo. Đâu thì nó sập. Nhãn thì đấy mùa ra quả rồi lại bị phá đi. Đối với những cái nhà này thì chúng ta chỉ cần bình gầu phá được được một bình vừa. Nhà này thì ba nhẹ lão đổ rồi. Có rất là nhiều kiểu nhà vôi mới đây. Và nhà vôi lâu năm, lâu cổ, hai mấy ba mươi năm. Những cái nhà càng lâu bao nhiêu thì nó càng bụi bấy nhiêu. Có những căn nhà mà mình phá ấy, thì cần phá sập tường xuống một phát là gạch tức tách hết. Đấy, viên này bên kia tách làm nhà riêng nhau hết ra. Bức này là bức hoành tráng, bức cuối cùng anh thì phá nhẹ nhẹ thôi nha. Nào, trời ơi, tan hoang cửa nhà luôn.
mất khoảng 5 phút đồng hồ. Căn nhà cấp 4 trải qua bao nhiêu năm tuổi đã được phá sập hoàn toàn. Cái mảnh đất này có mặt tiền rất là rộng, nhưng mỗi tội mặt tiền thì to, đuôi thì nhỏ. Nếu như theo phong thủy người ta nói là đầu voi đuôi chuột đấy. Mặt tiền rộng đẹp nhưng mà đuôi đất thì lại bị thắt cổ chai lại. Khúc này bác tài của chúng ta sau khi phá xong xuôi toàn bộ cái gian nhà trọ cũ cấp 4 xong, nhà bác sẽ tiến hành dồn trà từ phía đầu ngoài đường này, dồn xuống phía tận đằng sau cái cô áo xanh đang đậu này đấy, để san cho nó thành một cái mặt bằng phẳng để cho bác chủ của chúng ta có thể thi công xây dựng một cái gian nhà gian cửa mới trên đây. Thời tiết thì ngày càng mưa to hơn, chúng ta phải làm một điếu thuốc để cho nó cảm thấy ấm áp giữa cái thời tiết mưa phùn giá lạnh này. Những người làm video không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc cho bác tài chúng ta thật nhiều sức khỏe để tiếp tục với công việc hiện tại của mình. Nghề máy xúc bây giờ nó không còn hot như xưa, nhưng mà để theo được nghề thì không phải ai cũng có thể theo được. Vừa vất vả, nắng nôi bụi bậm, vừa xa nhà xa cửa.